bành cha đòa rà quá cha na chít tằng tầm khai ngũ môn ta thà cũng vậy ma nồ đòa rà vá cha na chít tầm khai ý môn sồn xá xá há gác tằng đi với thọ hỷ há xí túp bà đá chít tằng tầm sinh tiêu ý mà ní tí nì pí á hề tú cá ký lý giá chít tà ní ba thứ tầm duy tác vô nhân ná má gọi là ít chề vòm sắp bát thà pí như vậy tổng cộng á thà rá sá hề tú cá chít tà ní 18 tầm vô nhân sá má tà ní gồm tất cả. Chú thích: tầm khai ngũ môn bành cha đò rà quá chá nát chít tà chít tá. Tâm khai ngũ môn là thứ tâm hoặc thức đầu tiên. Khi tiềm thức gián đoạn, tâm này giống như người mở cổng để các tâm ngũ quan nhận biết năm cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc. Tâm khai ý môn, mano đòa ra quá, chana chitta. Tâm khai ý môn có thể hiểu như trợ tá của giám đốc, sắp xếp hồ sơ, phân định, việc như nhưng không quyết định như giám đốc. Là ý giới trong 18 giới và mang chức năng phân định Vottabana trong diễn trình tâm. Tâm khai ý môn là một cơ phận quan trọng nhưng thuần tánh cách máy móc. Không nên hiểu vai trò phân định trong tánh cách phản ứng như các tâm xử lý Chawana, tâm sinh tiếu, Hattisubba đá. Không giống như những tâm kể trên, tâm sinh tiếu không đóng vai trò cơ năng mà là tâm xử lý Chawana. Tâm này là việc cười của các bậc hoàn toàn đoạn tận phiền não. Vị trí của tâm này tương đối lẻ loi trong biểu đồ chư pháp. Kinh điển ghi lại có 6 cách cười từ thô đến tế và 3 bậc hoàn toàn giải thoát là bậc toàn giác, độc giác và thinh văn giác. Có vài luận giải sai biệt về điểm này, nhưng căn bản có hiểu là bậc toàn giác như Đức Phật Gotama chỉ cười nhẹ bằng hai tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ, hợp trí, hỗ trợ hoặc vô trợ. Chư Phật độc giác có thể cười bằng 4 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ. Chư vị thinh văn có thể cười 5 tâm, 4 tâm tịnh hảo duy tác thọ hỷ và tâm sinh tiếu. Hiểu theo cách này thì tâm sinh tiếu là tâm làm việc cười do ảnh hưởng của thói quen, một thứ hoàn toàn không có ở chư Phật toàn giác. Việc tâm sinh tiếu được nêu ra trong Thắng Pháp Abhidhamma cho thấy giáo lý này thuần túy y cứ trên hiện tượng được Phật dạy, không phải là sản phẩm của triết học hay suy diễn. Tìm hiểu thêm về những tâm cơ năng. Tâm cơ năng là những thứ tâm làm việc máy móc trong diễn trình tâm thức bên cạnh các tâm ngũ quan và các tâm xử lý cảnh. Trong Thắng Abhidhamma truyền thống không có từ vựng nào tương đương với tâm cơ năng hay tâm làm việc máy móc. Những tâm này có thể hiểu như những chức năng mở cổng, gác cổng, tiếp tân, vân vân của một công ty lớn khi có khách hàng đến trước khi dẫn người khách đến văn phòng của một giám đốc. Những phần hành máy móc này không mang tánh quyết định như phần hành xử lý, nhưng cũng không có nghĩa là không ảnh hưởng gì tới vận hành của một công ty. Để hiểu những tâm cơ năng, cần biết qua 4 điểm sau. Tâm hữu, hữu nhân và tâm vân. Có 6 gốc rễ tạo nên bản chất xấu hay tốt của các loại tâm: nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Những tâm này làm việc máy móc là những tâm vô nhân. Những tâm làm việc máy móc là những tâm vô nhân. Lưu ý chữ vô nhân ở đây không phải là bất nhân. Tiềm thức và hoạt thức. Một kiếp sống khởi đầu với sát na thức tái sanh, nói chính xác là kiết sanh thức. Ngay sau những sát na nói tiếp là tiềm thức
cũng mang trạng thái giống y hệt nhưng không còn gọi là kiết sanh thức. Tiềm thức cũng như kiết sanh thức là quả của nghiệp. Tiềm thức tuy tiềm tàng nhưng có ảnh hưởng lớn về tư chất và cá tánh của một chúng sanh. Thí dụ kiết sanh thức và tàng thức có thuộc tánh thọ hỷ, trí tuệ thì con người tính vui vẻ và mẫn tiệp. Vì tiềm thức sát na giống nhau và tiềm tàng nên khó nhận biết. Khi đang ngủ, lúc tiềm thức diễn ra là lúc tiềm thức diễn ra nhiều nhất. Chữ tiềm thức tương đối phong trong lúc Phật học Hán ngữ dùng chữ tàng thức. Chữ tiềm thức có thể dùng để dịch cho thuật ngữ Phát Quan Gá mà Ngài Tịnh Sự dịch là tâm hộ kiếp, duy trì kiếp sống, và Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là tâm hữu phần, thành tố của hiện hữu. Đối ngược với tiềm thức là những tâm hoạt thức, là những tâm hoạt động nổi bật khi có cảnh mới xuất hiện, để rồi sau đó trở lại trạng thái của tiềm thức. Không có thuật ngữ nào trong Thắng Pháp Abhidhamma truyền thống tương đương với chữ hoạt thức. Cái vị giảng sư thường tạm dùng chữ tâm chủ quan chỉ cho tiềm thức là và tâm khách quan chỉ cho hoạt thức. Ở đây dùng hai từ chủ quan và khách quan vì rất dễ nhầm lẫn. Tâm tạo nghiệp tâm quả và tâm phi nghiệp phi quả. Theo cách nói đại loại thì một người đang tắc ao bắt cá là đang tạo nghiệp, và một người đang nghỉ hè ở nơi sang đẹp và là đang hưởng quả phước. Trong cách nói vĩ mô thì không phải vậy. Trong từng khoảnh khắc của cuộc sống luôn là sự quyện của nghiệp, quả nghiệp và những ta phải hiểu rõ sự pha trộn vô cùng tế nhị này mới hiểu những khía cạnh quan trọng của dòng tâm thức theo Thắng Pháp. Trong tâm những tâm bất thiện và tâm thiện trong phần hành xử lý cảnh là tâm tạo nghiệp, tiềm thức, tâm ngũ quan và một số tâm cơ năng là tâm quả. Có một số tâm cơ năng và tâm xử lý thuộc tâm phi nghiệp phi quả. Ngài Tịnh Sự có khi gọi là tâm tố hay tâm duy tác. Khái niệm sơ khởi về tiến trình của tâm thức. Dòng tâm thức là sự tiếp nối sanh diệt của những sát na tâm. Thắng Pháp dạy rằng mỗi tích tắc tâm sanh diệt 100 tỷ sát na. Trong dòng tâm thức ấy là những phân đoạn hoạt thức trong tiến trình tâm, Ngài Tịnh Sự gọi là lộ tâm, xen vào giữa những tiềm thức. Dịch giả Phạm Kim Khánh dùng một từ khá thú vị là những chập tư tưởng. Có nhiều diễn trình của hoạt thức, ở đây lấy một đơn cử để hiểu về những tâm cơ năng. Diễn trình hoạt thức thông thường thuộc ngũ quan, ấn tượng mạnh, Ngài Tịnh Sự gọi là lộ tâm ngũ môn bình nhật cảnh rất lớn, có 17 sát na. Tiềm thức chuyển thể, Atitap phá hoàn gá, tiềm thức dao động, phá hoàn gá chá lá ná, tiềm thức gián đoạn, phá hoàn gút bát chê đá, tầm kháng ngũ môn, bàn chá đòa, rá quá chá ná, tầm ngũ quan, bàn chá quyền nhà ná, tầm tiếp nhận, sầm bá tít chá ná, tầm quan sát, xì rá ná, tầm phân định, vót thá bá ná, tầm xử lý, chá quá ná, tầm dư hưởng, tá đà lầm bá ná. Lấy một thí dụ về một công ty bất động sản có phạm vi kinh doanh lớn với đầy đủ nhân sự, trong lúc thời gian không có khách hàng ngày hoạt động như tiềm thức cố hữu. Khi có tiếng chuông, có một trạng thái thay đổi, chuyển động phản ứng như tiềm thức chuyển thể, dao động gián đoạn. Người mở cổng ví dụ cho tâm khai ngũ môn, người ra nhận biết xem đó là nhân viên bưu điện hay khách mua nhà đất vân vân như tâm ngũ quan. Một người hỏi đón tiếp như tâm tiếp nhận, một người lấy những chi tiết như tên, họ, giờ hẹn như tâm quan sát,
Một người quyết định xem gửi người khách tới bộ phận nào trong công ty như tâm phân định, người trực tiếp giải quyết nhu cầu của khách như tâm xử lý. Nếu khách là một khách lớn thân quen thì có người ra thăm hỏi vui vẻ sau khi xong việc như tâm dư hưởng. Tình trạng sau khi khách rời công ty như trở lại tiềm thức cố hữu. Trong những công đoạn trên, ngoài tâm xử lý, tất cả đều là tâm cơ năng hay làm việc có tánh cách máy móc. Hình tâm cơ năng trong tiến trình tâm. Quý vị xem đường link sau đây. Câu nói mà các vị giảng sư thường dùng là mỗi khẩy móng tay tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Cụm từ triệu triệu ở đây không phải là cách nói ví von, chỉ cho thật nhiều như câu triệu triệu con tim hòa trong cảm xúc dâng trào. Mà triệu triệu ở đây là cho một số, theo sau là 12 con số 0, có nghĩa là 1.000 tỷ, 12 trillion trong tiếng Anh. Cũng nên nói thêm là theo thắng pháp, một sát na vật chất tồn tại bằng thời gian 17 sát na tâm pháp. Điều này chỉ mới được ngành vật lý của nhân loại biết tới trong hơn một thế kỷ qua. Trong sinh học có từ vô cơ và hữu cơ. Trong Phật học thì tâm không phải là thứ tâm nào cũng giống nhau. Có những thứ tâm làm việc máy móc, sanh rồi diệt, không để lại hệ quả gì. Có những thứ tâm tạo nên những tâm quả ở tương lai. Tâm cơ năng bao gồm những tâm làm việc máy móc, vốn vô căn thể là tâm quả, tâm phi nghiệp, phi quả. Những đặc tính vô căn, hữu căn, tâm quả, tâm phi nghiệp, phi quả mang ý nghĩa đặc biệt đối với tâm cơ năng mà người học thắng pháp cần lưu ý. Để hiểu rõ trò của các tâm cơ năng cần có khái niệm về diễn trình tâm thức. Còn tiếp. Dạ, chúng con xin được thành tâm đọc bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập Như Lai. Và đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng cho nội dung bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa đại chúng tôi được xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về tâm quả, về tâm duy tác vô nhật. Chữ duy tác là một từ mà chúng ta nên nói rõ ở tại đây. Chính ra thì chữ kriya được hiểu là những tâm hoạt động mà từ nó không tâm quả và nó cũng không có tạo quả, tức là nó cũng không phải là tâm, cũng không phải là tác nhân tạo quả và từ nó cũng không phải là tâm quả, mà đơn thuần chỉ là một thứ tâm cơ năng làm việc máy móc, có sanh có diệt vậy thôi. Ở trong biểu đồ 121 tâm của thắng pháp tạng Pali thì có lẽ là ba tâm duy tác vô nhân là ba tâm
mà chúng tôi phải nói là đặc biệt lẻ loi. Lẻ lẻ loi là bởi vì ba tâm này thực ra đó nó không có liên hệ với nhau nhiều, nhưng mà nếu có liên hệ bằng cái cách máy móc đó thì tâm khai ngũ môn và khai ý môn thì liên hệ nhau nhiều. Và cái tâm rẻ loi nhất ở trong những tâm này là tâm sinh tiếu mà lúc nữa chúng ta sẽ đề cập. Thì thứ gì như chúng ta biết thắng pháp là môn mà Đức Phật ngài giảng dạy về tính cách tự nhiên của các pháp, dù hiện tượng hữu vi hay là hiện tượng vô vi. Và ngày nay chúng ta có một cái ngành học gọi là khoa học tự nhiên. Ở trong khoa học tự nhiên thì chúng ta chỉ quan sát và ghi nhận, nó khác với những môn về nhân văn là qua đó chúng ta sáng tác, chúng ta kết cấu thành những cái trật tự theo quan niệm riêng của mình. Ở trong khoa học tự nhiên không phải như vậy, khoa học tự nhiên chỉ sự ghi nhận. Và càng học vào thắng pháp áp cái tâm của tạng Pali đó thì chúng ta sẽ càng thấy cái tính cách tự nhiên đó. Có những thứ tâm mà nếu dựa lên trên một cái quan niệm sáng tác về văn học, về triết học, về đạo học đó thì những điều này sẽ không bao giờ được nhắc đến. Nhưng bởi vì cái bản chất là như vậy, tự nhiên là như vậy, nên chi chúng ta thấy được ở tại đây có những thứ tâm được ghi nhận và những thứ tâm này là việc máy móc. Thì thưa quý vị, thế giới mà chúng ta sống đó nó có hai cái trường hợp gọi là cảnh thuộc về ngoại giới hay là cảnh thuộc về nội giới. Cảnh thuộc về ngoại giới đó tức là năm cảnh sắc thinh khí vị xúc nó đến với tâm, thì năm cái thức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác mà chúng ta gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức sinh khởi. Và trước khi những thức này sinh khởi đó thì nó cần đến những vị trợ vật. Thì nó cần đến một cái tâm làm việc như là trường hợp khi mà chúng ta nói đến một công ty, một cơ sở làm ăn thì chỉ chúng ta thường hay nói đến công ty qua cái người. Điều hành hay là người có cái trách nhiệm gì đó quan trọng. Chứ chúng ta ít khi nào đề cập đến cái người mở cửa cổng để chúng ta vào. Mở cửa cổng là chuyện tự nhiên. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi sống ở chùa đó, chúng tôi biết rằng có rất nhiều trường hợp cái người mở cửa cổng lại rất là quan trọng. Bởi vì người ta không vào được bên trong thì lấy đâu mà làm những cái việc này kia. Thì cái người mở cửa cổng đó thì ví dụ như trong khai ngũ môn hay khai ý môn sự hoạt động của tâm thức là một cái ví dụ tương đối rất là đặc biệt về cái trình tự mà tâm tiếp cận, tiếp nhận cảnh, phản ứng với cảnh, xử lý cảnh. Và vì vậy trong trường hợp này khi mà chúng ta nói về tâm khai ngũ môn và khai ý môn thì chúng ta đặc biệt đề cập đến một thứ tâm chỉ là một thái độ, chỉ là một cái môi giới, chỉ là một cái tâm của tất cả thuần túy cơ năng.
nhưng mà lại không thể không có. Ví dụ như là ở trong tương lai, khi mà chúng ta nói về 14 cái phần hành của tâm thức, ở trong đó chính phần hành như là tiếp nhận, kiểm tra hay là phân định vân vân, thì chúng ta sẽ thấy rằng tại sao những tâm cơ đang đóng một cái vai trò quan trọng. Hay là từ trước chúng tôi có đề cập đến tâm gọi là ý giới, nó khác với ý thức giới như thế nào. Mà tại sao trong tấn pháp lại có cái trường hợp là ý giới cũng là tâm, ý thức giới của tâm, nhưng mà cái ý giới đó được hiểu như cái tâm cơ năng, làm cái làm một cái đồ trước khi mà tâm chỉ đi sai khởi. Chúng ta không có cần cái nào quá sâu về điểm này. Thật ra cái vai trò của tâm khai ngũ môn hay khai môn ngày xưa, hòa thượng thật sự dùng chữ kháng, chữ kháng giống kháng giả vậy đó, nhà kháng giả. Nhưng mà sau này thì chúng ta thấy rằng chữ khai đó cũng là chữ của hòa thượng thật sự, nhưng mà chữ khai đó dễ hiểu hơn. Giống trường hợp hồi nãy chúng tôi lấy ví dụ là mình mở cửa thôi. Thì thứ vì sao hai tâm khai ngũ môn và khai ý môn thì chúng ta có tâm sinh tử. Và hôm nay đó thì chúng tôi muốn nói thêm một cách về cái gọi cái cười ở trong cuộc sống. Và cái cười này đó nó trở nên một điều rất là thú vị khi mà chúng ta bàn trong tấn pháp. Chúng tôi nhớ là có một lần chúng tôi về Sĩ Nguyên đi bộ buổi tối, nói về cái cười trong anh em Phật học. Mà nếu mà câu chuyện là giữa chúng tôi và Sĩ Nguyên nằm luôn đó, mà còn những là ngày hôm nay thì quý Phật tử sẽ thấy rằng nó có nhiều điểm thú vị để mà chúng ta nghe về cái cười. Đại khái thưa quý vị, chúng ta nói đến có những cái cười bằng tới cách là bản năng. Bằng tới cách bản năng có nghĩa là nhiều khi cái việc đó nó rất là không mang ý nghĩa gì trong đại hết. Như trường hợp có một sự nhầm lẫn, anh em gọi là ông này cũng cầm bà kia. Giả sử như có một người Phật tử đến chùa và chúng tôi nhờ đi lấy một cái gì đó, và chúng tôi diễn tả Phật tử và con hiểu, nhưng mà chúng tôi diễn tả một đàn người đó đi lấy một cái khác, một cái hiểu người đó lấy cái khác hoàn toàn, và cái mà người đó lấy cho thấy rằng cái hiểu người đó rất là coi hài, khiến mình cười. Thì cái chuyện cười, cái chuyện gọi là chúng ta nói là cười, nó là một thứ bản năng. Rồi cười á, nó cũng là một cách tinh tế. Người ta nói rằng một cái danh hài, một cái diễn viên hài mà đúng nghĩa là phải là người rất là thông minh. Tại vì sao vậy? Có thể tạo nên những nụ cười mà ở trong không khí người ta hoàn toàn không chuẩn bị cười. Có thể giống như mình bình thường mà ai chọc lát mình chẳng hạn, mình cười. Chứ tôi biết rất nhiều, có nhiều người giỏi lắm, đang ở trong buổi lễ rất là nghiêm trang, nhưng mà họ khéo nói thì họ tác động được, làm cho ta cười. Thì cái cười đó là cái cười bị động. Và cũng có những cái cười chủ động. Chúng ta nói cái cười bản năng rồi, thì cái cười bản năng là đầu tiên chúng tôi nói là do cái tiền kiếp đặt, là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta thấy như vậy chúng ta đã cười. Ngoài cười bản năng, chúng ta có cười bị động là bị người khác họ cho cười chúng ta. Và có những cái cười chủ động, mà cái cười này đó là chỉ có ở trong trường hợp phải có trí tuệ mới có cái cười chủ động được. Thí dụ như Đức Phật, Ngài thấy một sự việc gì ở quá khứ, Ngài mỉm cười.
Mà tôi biết ra thỉnh thầy giải thích thì Đức Phật giải thích về việc đó. Thì thứ vì theo trong kinh đó, thì chư vị A-la-hán kinh văn đề từ Phật thì các vị có thể cười với cả ba cách. Một á là cái cười do thói quen, thì hai là do cái cười đó là do xúc cảnh sinh thành một cười, chúng tôi tạm gọi cái cười bị động một chút, và cái thứ ba đó là cái cười thì với trí tuệ. Nhưng mà chỉ vì động giác thì chỉ có hai thứ cười thôi, các ngài không có cười do thói quen, mà các ngài cười là bằng cái tâm dục, tâm duy tác thọ hỷ ly trí, mà tâm duy tác thọ hỷ học trí, duy tác tình hảo đó. Và chư Phật toàn giác như Đức Phật, chúng ta vẫn chỉ cười bằng thứ hai thứ tâm mà thôi, đó là hai tâm thọ hỷ, tâm duy tác dục giới, tâm dục giới tình hảo duy tác học trí thọ hỷ. Về đến vị đó thì chúng ta hiểu rằng một những chư Phật toàn giác các ngài không còn ảnh hưởng bởi tiền thiên tật, bởi thói quen. Tại có những chuyện mà chúng ta gặp thói quen, gặp chuyện đó đó chúng ta cũng phải cười, các ngài không có cười thì các ngài không có cười do thói quen, và các ngài cũng không cười bằng tâm lý trí, tức là cái tâm bị động, tâm lý trí, mà các ngài cười một cái chủ động là tâm hợp trí. Về cái cười của tâm chủ động và tâm bị động á, thì chúng tôi muốn là dùng một cái ví dụ là ở trên một cái sân khấu hài, một diễn viên họ diễn thế nào mà tạo được nụ cười cho cả cái hội trường, thì diễn viên đó là người chủ động, và những người ngồi ở trong cái thính phòng đó, ở trong khán thính phòng đó coi mà phát cười đó, đó là cười chủ động, cười theo. Thì riêng cái tâm mà sinh tiếu chúng ta nói tại đây đó là một cái tâm tạo việc cười cho vị A-la-hán thanh văn, và chỉ có vị A-la-hán thanh văn thôi. Tâm này nó không phải là cái phiền não, nhưng mà nó vẫn là một thói quen còn tôn đọng lại. Và như vậy đó, cái mà chúng ta gọi là cái cười, sense of humor trong tiếng Anh đó, thì nó vẫn là một thứ tiền kiên đặt, nó là một thói quen. Một thói quen khi mà chúng ta thấy cái chuyện đó nó không bình thường, cái chuyện đó nó có cái gì lạ lẫm mà nó buồn cười thì chúng ta cười thôi, và cái cười đó là cái cười vô tưởng vô phạt. Thì đặc biệt ở trong thánh pháp đề cập đến là vì a la hán thinh văn, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, tôn giả Ma Kiên Nhất vân vân, thì đôi khi nó hiếm khi, nhưng mà có khi các ngài vẫn còn cười với cái cười của tâm sinh tiếu, cái tâm mà chúng ta đang nói tại đây. Nhưng mà chư Phật toàn giác thì không có cười như vậy. Về điểm này thì về phần này thì có ba điểm mà Đức Phật tỉnh nên nhớ. Cái điều nhớ thứ nhất đó là cái tâm sinh tiếu tại đây là một thứ tâm tạo cái việc cười cho một vị lãnh đoạn đoạn phiền não, nhưng mà vẫn còn cái tiền kiến tập, hay là còn cái tập tính tồn động trong quá khứ. Ở đây cái tập tính đó, nói về cái cười, nói cái thói quen cười. Và thứ hai là cái tâm này nó khác với 17 tâm vô nhân còn lại đó, là tâm này nó là tâm làm việc xử lý cảnh, chứ nó không có làm những việc khác, nó chỉ làm việc tâm xử lý cảnh thôi. Và điều thứ ba là nhớ rằng cái tâm này không làm việc cười cho chư Phật độc giác và chư Phật toàn giác. Cái này là cái mà chư Phật định nên lưu ý. Thứ vị bây giờ thì chúng tôi muốn nói thêm về hai phần. Phần đầu, phần thứ nhất là cơ năng, tâm cơ năng, tâm là việc máy móc,
Và thứ hai đó là chúng ta nói về diễn hành tâm thức. Hai phần này đó thì có liên hệ đến 18 tâm nguyên nhân. Nhưng mà nếu như không nằm ở trong cái giáo trình Abhidhamma Sankhá, ở bài kinh này, ở trong Abhidhamma Sankhá chỉ nói về những cái tâm này thôi, chứ không có nói về cái tâm làm việc máy móc và những cái tâm thức mà phải nhiều, sau nhiều chương sắp tới đó, thì mới đề cập. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói trước là bởi vì kinh nghiệm của các vị giảng sư, kể cả ngài Tịnh Sự, kể cả sư trưởng, kể cả anh mà chúng tôi học đó, và cá nhân chúng tôi nữa, là khi mà chúng ta đi vào trong 18 tâm vô nhân thì chúng ta nên có cái khái niệm về miễn dịch của tổ thức. Chào quý vị, chờ chúng tôi chút xíu đây. Chào quý vị, chờ chúng tôi chút xíu. Chúng tôi xin hỏi quý Phật tử đang làm việc ở trong group là khi nãy quý Phật tử có bao một người nào ra khỏi room đó, có vị nào làm việc đúng, quý vị có nhớ không? Nếu quý vị có bao một người nào thì quý vị qua kia cho người đó trở vào, thì quý vị đã nhắn chương trình là quý vị chờ chương trình. Ồ, chúng tôi bao hả? Lạ quá. Chúng tôi không bao ai. Thì quý vị chờ chúng tôi một chút xíu nha. Hôm nay chúng tôi không bọc sợ ai, không biết lý do tại sao mà chúng tôi bọc quý vị quá nghĩ trời chứ. Quý vị Phật tử có biết là vì là quan hệ đó chúng tôi biết là chúng tôi đã bị cái chuyện chúng tôi bao một người, bây giờ chúng tôi làm sao để anh bao người đó, để quý vị có biết không? Hình như là sư tử tri sư là cấm người đó vào chứ không phải là sư mời người đó vào. Sư tử tri sư có việc sẽ làm lại gì vậy sư? Mới thấy sư tử tri sư là sư ban tức là mình cấm người đó vào đó. Chúng ta xin nhờ bực. Yeah.
Cảm ơn cô Lan Trường Nguyệt. Thưa Phật tử, có lẽ là tại vì quý Phật tử đã đi qua nhiều cái đi qua vài cái giáo trình thắng pháp mà trước đây mà chúng tôi sư giảng và chúng tôi giảng đó, như vậy chúng tôi không có cần phải nói lại, nhưng mà chỉ nhắc sơ thôi. Nhưng một điểm hết sức là đặc biệt mà theo Phật pháp đã được giảng giải từ rất xa xưa và cho đến bây giờ đó, thì càng ngày khoa học lại càng đến gần cái điểm đó. Đó là thì một cái đơn vị nhỏ nhất mà chúng ta biết gọi là một khá ná, là một sát na, một sát na tâm sinh tự nhiên. Và nói đến một cái sát na đó, thì riêng về dòng tâm thức thì đặc biệt là nhanh hơn là vật chất. Và trong lúc mà vật chất thì tồn tại một lúc, có nhiều cái sát na, sát pháp khác nhau, thì tâm thức chỉ có một dòng sát na mà thôi, là không bao giờ có hai dòng sát na tâm thức mà sinh diệt song song hay là biệt lập với nhau. Tâm thức của chúng sanh, ở mỗi chúng sanh chỉ có một dòng tâm thức mà thôi. Và cái dòng tâm thức này từ ngàn xưa, rất xa xưa đó, thì chúng ta được biết là một cái dòng tâm thức sinh khởi rất là nhanh. Nhanh đến nỗi mà Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai không thấy một cái gì mà sinh khởi nhanh như tâm thức. Ví dụ như ngày nay chúng ta biết được những cái chip của computer, những chip như là bây giờ Apple họ có tới cái chip là A6 chẳng hạn, hay là bên Intel họ cũng ra những cái chip họ process như vậy, trong một giây thì nó có thể process được bao nhiêu data, thì cái con số lên tới hàng mấy triệu data. Thì thưa quý vị, những cái data mà được những chip này process thấy như vậy đó, nó vẫn chậm hơn là tâm thức. Hồi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa đó, thì ngài Tịnh Sự ngài nói con số này thì chúng tôi có thời gian hiểu lầm, do đó chúng tôi nhắc ở đây. Ngài nói rằng trong một cái móng tay tâm sinh diệt triệu triệu cái hay triệu triệu sát na, thì chúng tôi nghe chữ triệu triệu á thì chúng tôi nghĩ là đó là một cách nói giống như triệu triệu con tim cùng hòa chung nhịp thở vân vân. Nhưng mà khi ở gần ngài đó, chúng tôi hỏi triệu triệu là mình có ứng được bao lương, thì ngài mới giải thích là chúng ta lấy một cuộc số 1 rồi để theo sau đó là 12 cuộc số 0. Để số 12 hay số 0. Thì thưa quý vị, nó tạo ra một cái cuộc sống mình biết trong thắng pháp, đó là sát na tâm sanh. Như vậy thì dòng tâm thức của chúng ta nó sanh diệt rất là nhanh. Tuy nhiên không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không có biết được thêm một chi tiết rất là quan trọng. Đức Phật là một vị giác ngộ duy nhất ở trong đời này, mà không phải đơn thuần là bằng sự suy tư, mà bằng khả năng thấy biết thực sự đó, ngài có thể nhận ra từng sát na một và có những gì biết như thế nào. Là cái khả năng biết của Đức Phật dễ sợ lắm, bởi vì chúng ta nói rằng Phật trí là bất khả tư nghị. Và trong khi nói về nhiễm trình tâm thức,
chúng ta thường nghe một ví dụ là một cái diễn trình tâm thức dài nhất. Dĩ nhiên là có những chuyện tâm thức dài hơn, ví dụ luận nhập thiền chẳng hạn, dài hơn, nhưng chúng ta không nói. Chúng ta trong đời sống hàng ngày, diễn trình tâm thức dài nhất là 17 sát na. Ở trong 17 sát na này đó là một cái sự hỗn hợp của những cái tâm máy móc và tâm xử lý cảnh của nhân của quả. Nhưng mà trước nhất thì chúng ta nghe lại một cái thí dụ, và thí dụ này thì là một thí dụ rất là cổ điển. Quý vị chờ trước thì một chút nha. Chúng tôi sẽ lấy cái thí dụ này để quý Phật tử. Chúng tôi có đưa trong cái thí dụ là việc trong công ty, nhưng mà chúng tôi nghĩ nó hơi xa vời với quý Phật tử. Trong lúc đó thì cái thí dụ về truyền thống cổ điển mà Ngài Narada dùng và sư trưởng xa nhớ đó. Ví dụ về cái người đang ngủ ở dưới gốc xoài. Cái ví dụ này chúng tôi thấy rằng nó vẫn luôn luôn cho chúng ta cái nhìn là dễ hiểu hơn là cái cách mà chúng ta giảng bình thường. Ở đây chúng tôi đọc lại quý vị nghe là đây là thí dụ về diễn trình của tâm thức. Mà từ cái thí dụ này chúng ta hiểu thêm về những tâm vô nhân. Chúng tôi đọc lên văn. Một người nằm ngủ dưới gốc cây xoài. Một trái xoài rơi xuống và lăn đến bên bên ghế. Ghế giật mình, ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm cho mình thức giấc. Người này thấy trái xoài lượm lên, ngửi xem xét trái xoài. Biết trái xoài đã chín, người ăn xoài. Sau khi ăn xong, người ấy còn cạp thêm vài cái, rồi bỏ hộp xoài ra và nằm xuống ngủ tiếp. Thí dụ này là thí dụ rất là đơn giản mà quý vị tìm thấy ở trong sách của thầy Narada, và cũng như là ở trong những cái bài giảng của pháp sư Giác Chánh, tức là sư trưởng thầy của chúng tôi đó. Người ta sự ngay cũng dùng thí dụ này quý vị. Bây giờ đó thì chúng ta nói như vậy là một người đang ngủ, ví dụ như tâm của chúng ta trong trạng thái tiềm thức. Đa phần khi chúng ta ngủ đó thì chúng ta ngủ với trong tiềm thức, nhưng mà trong đời sống hàng ngày, kể cả mỗi một chập tư tưởng chúng ta, mỗi một thời khắc, nó đều có trong tiềm thức xen kẽ vào, nhưng mà nó nhỏ nhặt quá chúng ta không thấy được, không đồng hết. Nhưng mà chúng ta luôn luôn có sự trong đời, trong lúc mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, nó có sự xen lẫn giữa tiềm thức và hoạt thức. Thì một người đang ngủ nghe một cái sợi rơi xuống, nghe cái sợi rơi xuống. Thì chính cái tiếng rơi xuống đó, làm cho từ trạng thái ngủ bước qua trạng thái bừng tỉnh đi. Cái trạng thái chúng ta gọi là hồn hồn kiếp rung động, hay là cái tiềm thức chuyển thể, chuyển từ tiềm thức bỏ qua một trạng thái mới. Rồi từ chuyển thể đó, nó đi qua dao động đi qua gián đoạn là ngừng lại. Cái dao động và gián đoạn của tiềm thức này đó, nó được xem như là một phần của tiềm thức. Chúng ta không cần phải bàn nhiều về việc này. Người mở cổng á, dạ không, xin lỗi, cái người mà ngồi dậy và tìm biết cái gì đã làm cho mình thức giấc, cho trạng thái bụi bụi lực của tâm, như là khi tâm thức đang tìm ngoại trần kích thích mình thuộc về mắt tai mũi lưỡi thân, thì cái tâm này gọi là tâm kháng ngũ môn. Sư trưởng sư
sư trưởng sư viết những bài này là cái tài liệu rất xưa, thành ra còn dùng tâm khá ngũ môn. Sau này ngài Tây Sư ngài dùng lại tâm khai ngũ môn, mà Hòa Thượng Từ Chiêu cũng xài tâm đó, chúng tôi cũng xài tâm đó. Và thứ gì rồi vị ấy làm gì? Vị ấy thấy trái xoài. Thấy trái xoài. Thấy trái xoài tượng trưng cho ngũ sở thức. Mà chỉ thấy thôi, chưa đụng chạm gì hết, chỉ thấy thôi. Do vậy khi mà chúng ta nói về ngũ sở thức, chúng ta nói tầm từ đó mũi lượt lượm trái xoài chỉ cho tâm tiếp thu, ở đây chúng tôi là tâm tiếp nhận đó. Tâm tiếp nhận. Và ngoài ra sư trưởng cũng dùng những cái tâm tiếp họ, chúng tôi dùng cái tâm tiếp nhận, chỉ tiếp nhận nó quen ở ngoài đời, ngửi và xem xét trái xoài chỉ cho trạng thái tâm thức suy nghĩ và tìm hiểu đối tượng bằng kinh nghiệm quá khứ của mình. Mình biết nhiều loại trái cây, nhưng mà mình thấy cái trái đó mình ngửi, mình biết đây là trái xoài, thì đó gọi là tâm, chúng ta gọi là tâm kiểm tra, trong này gọi là tâm quan sát đó. Và sau khi biết được đây là trái xoài thì tự xác định rằng đây trái xoài có thể ăn được, cái tâm đó ngay từ sự được tâm phân đoán, và chúng tôi gọi là tâm xác định. Chúng tôi gọi là tâm xác định. Thật ra thì sư trưởng cũng có sử dụng chữ xác định này, thưa quý vị. Có nhiều thứ, một số các vị nghĩ rằng chúng tôi chế ra sau này, nhưng mà thật ra ngày xưa các vị cũng có xài, chứ không phải không có xài. Mà rồi ăn trái xoài. Ăn trái xoài tượng trưng cho tâm xử lý cảnh. Sau khi đã xác định được thì tới tâm xử lý cảnh. Sau khi xử lý cảnh xong đó, thì thứ gì giống như trái xoài nhiều, mình còn một ít còn lại trong cái hộp thì mình chặt mình ăn vậy đó. Mình gọt xoài xong mình còn lại cái tâm có tâm dư hưởng, mà chúng tôi gọi tâm mót. Rồi sau cái tâm dư hưởng đó thì trở về lại với cái tâm gọi là bình tĩnh. Như vậy cái thí dụ trong này, từ một người đang nằm ngủ nghe một trái xoài giật mình tỉnh dậy, rồi quan sát lượm trái xoài lên, nhìn kỹ ngửi vào, xác định được đây là trái xoài và trái xoài ăn được. Rồi sau khi xác định như vậy thì người đó ăn trái xoài, ăn xong còn cạp thêm một ít thì cái là tâm xử lý và tâm dư hưởng, sau cùng nằm xuống ngủ trở lại. Là một cái ví dụ ở vì nên hiểu. Thì tại sao cái thí dụ này cần thiết để chúng ta đưa ra, là bởi vì cái thí dụ này nhắc cho chúng ta biết rằng có nhiều việc nó xảy ra trong một cái trình tự, cái trình tự đó lúc chúng ta làm là hoàn toàn bản năng, hoàn toàn tự nhiên, chúng ta không có để tâm thấy rằng nó có nhiều phần khác nhau. Cũng giống như vậy, thưa quý vị, mỗi lần chúng ta đi đâu, đến nhà hàng hay là đến một nơi nào đó thì người ta thường hay có một cái thủ tục, không phải chúng ta đi thẳng vào trong phòng của vị giám đốc để nói chuyện đâu, mà chúng ta đi đi vào có bên tiếp tân, rồi bên tiếp tân lại có những khâu này khâu kia, rồi chúng ta biết đi vào bên trong được. Thì đây là điều mà mình nên biết. Và chính vì học cái diễn định của tâm thức thì chúng ta mới thấy được cái quan trọng của những cái tâm mà gọi là tâm vô nhân này. 18 tâm vô nhân. Và trong 18 tâm vô nhân đó thì năm cái cặp thức đầu gọi là ngũ sở thức, là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức đó, trở thành những cái tâm chủ đạo để cho chúng ta ghi nhận cái thế giới bên ngoài hay là ngoại giới.
Thế giới bên ngoài đó là cái gì mắt thấy, cái gì tai nghe, cái gì mũi ngửi, cái gì lưỡi nếm, thân thật, cảm xúc. Trong lúc đó thì những tâm tiếp nhận, tâm kiểm tra, tâm khai ngũ môn, khai ý môn là việc hoàn toàn mãi mốt. Và đặc biệt cái tâm sinh tiếu là vị cười cho vị A-la-hán thanh văn, một cười cách bản năng đó, thì lại cho chúng ta một cái ý nghĩa hoàn toàn khác. Thật ra cái tâm này chỉ có thể nằm đây, không nằm ở đâu được hết, nhưng mà trong cái đủ đồ tâm pháp thì tâm này lẻ hơn hết. Chúng ta gọi tâm lẻ hơn hết, nhưng mà rất là thú vị. Rất là thú vị khi mà chúng ta biết về tâm sinh tiếu. Khi chúng tôi còn học về tự sự lúc tôi còn nhỏ lắm, tự nhiên học 18 năm vô nhân có tâm sinh tiếu, chúng tôi nói là không biết tại sao mà sắp cái nào sắp tự nhiên sắp ở đây, nó kỳ cục vậy. Thì tôi nghe cười. Nhưng mà sau này từ từ đi vào học thì chúng tôi mới biết là không có sắp chỗ này, không có, không còn chỗ nào để đầy tâm này vào hết. Và phải liệt kê trong phần này, đó là tâm di tác vô nhân. Và trong bài học ngày hôm nay, quý vị đợi chút xíu. Nếu chúng ta đọc kỹ rồi đó, đọc kỹ toàn bộ bài học về 18 tâm vô nhân, thì chúng ta hiểu rằng trong 18 tâm vô nhân đó, có 15 tâm gọi là quả vô nhân và 3 tâm gọi là duy tắc vô nhân. Ở trong 15 tâm quả vô nhân đó, thì chúng ta có 7 tâm quả bất thiện và 7 tâm quả thiện. Và trong 7 tâm quả bất thiện đó, thì nó không có nhiều. Nhãn thức quả bất thiện, ý thức quả, ý thức quả bất thiện, ý thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, rồi tâm thức nhận quả bất thiện, tâm kiểm tra quả bất thiện. Nhưng mà mặc dù chỉ nêu lên có 7 tâm thôi, nhưng chính tâm 7 tâm này nó khổ cập trong thế gian này, thì nó tạo nên cái mà chúng ta gọi là một biển khổ trục trục. Đặc biệt là ở trong cõi nhân loại và trong bốn khổ cảnh. Và một khi con người không có được cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì con người khổ. Chúng ta ít khi nhận ra điều đó. Đọc vào những tâm quả bất thiện chỉ có thọ xả và thọ khổ của thân. Thế nhưng, mặc dù vậy, khi mà cuộc sống của một người dục giới như trong cõi người hay cõi địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, Atula, mà ai mà nhiều cái quả bất thiện, không có được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc trong cuộc sống hôm nay được, thì chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng là buồn chán, bực bội, khó chịu, khổ sở. Thí dụ như mình ăn cơm không bưng cơm là ngon hết. Hàng ngày mình thấy những cảnh không có cảnh nào vừa mắt hết. Mình nghe tiếng không có nghe âm nào lọt vào tai hết. Thí dụ như vậy. Thì chúng ta, và về cái khổ của những cái tâm môn nhân này theo thắng pháp, ngoại trừ thân thức hậu khổ thôi, còn những cái thứ khác đều thọ xả. Nhưng mà tại sao làm cho chúng ta khổ như vậy? Tại vì cái khổ do sự thiếu thốn. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là người nghèo đó, có nhiều khi không ai bắt gì họ hết, nhưng mà họ ở trong một căn chòi giản dị, không có cái gì vui hết, họ cảm thấy họ khổ. Người ta có cơm ăn, áo mặc, có chuyện này vui, cái vui. Còn ở trong căn chòi chán quá, không có gì làm hết, không có tivi, có gì hết. Tại như vậy đó là thiếu. Vì vậy, ở cuộc sống này đó, một con người có nhiều mà do phước á, thì người đó cảm thấy cuộc sống sung mãn, ít nhất là có trong lòng và có bên ngoài. Nhưng một con người mà không có hạnh phúc á, thì sinh ra đau khổ. Dạ, không có hạnh phúc sinh ra đau khổ. Cái đau khổ mà không có hạnh phúc á, đôi khi nó rất dễ sợ mà chúng ta không biết. Chúng ta tưởng là ai đánh đập mình mới khổ, hay là ai bôi cho trái cấu mình mới khổ,
ai cho mình ngửi mùi hương bích xuất? Cái mà không có hạnh phúc rất là khổ, cái mà chúng ta không nghĩ ra. Cho đến bây giờ nghĩ ra chuyện đó. Chúng tôi có thời gian 9 tháng ở trại tị nạn, thưa quý vị. Qua tới trại tị nạn ở Burundi, rồi sau đó chúng tôi về Luang Prabang ở bên Indonesia. Cái đời sống trại tị nạn có một vấn đề là mình không có nhiều sinh hoạt, phòng ốc. Chúng tôi ở chùa thì tương đối khá đó. Dạ, chúng tôi ở chùa là khá nhất. Ở trong số người tị nạn ở chùa và tương đối cũng có việc làm. Nhưng mà chúng tôi có nhiều lần đến thăm những người Phật tử bệnh. Họ ở trong những cái barrack và phòng cũng chật, hạn chế. Mà phòng ốc hạn chế mà sinh hoạt không có gì hết. Đâm ra nó có những cái buồn, những cái bực, những cái phiền, những khó chịu. Và tại sao có những người tự tử? Tại sao có những phiền phức? Là cái thế giới đó là cái thế giới của chúng ta gọi là không có sinh thú. Thế giới đó không có gì làm cho tâm hưng phấn hết, nên nó khiến cho chúng ta khổ. Và cái này đó là cái giải thích tại sao mà tâm bất thiện, trong 7 cái tâm quả bất thiện, chỉ có một thân thức quả bất thiện thọ khổ thôi, còn tất cả còn lại thọ xả. Vậy mà nó tạo bao nhiêu cái khổ của chúng sinh trong thế gian này. Ở một phương diện nào đó thì cái khổ là sự vắng mặt của hạnh phúc. Chúng ta ít có quan niệm chuyện đó. Thì quý vị nào có gia đình thì đôi khi quý vị hiểu rằng trong cuộc hôn nhân mà không có hạnh phúc thì cuộc hôn nhân đó có vấn đề. Ở trong một xã hội mà con người không có hứng thú, không có vui sống thì cũng có vấn đề. Ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta không có một mục đích gì tốt đẹp để thay đổi, nó có vấn đề. Như vậy đôi khi đau khổ đi định nghĩa đó là sự vắng mặt của hạnh phúc. Chúng ta nói là có hạnh phúc cũng được, không có thôi, nếu ai được người khổ mình. Nhưng mà thật ra thì sự vắng mặt của hạnh phúc đó là một đau khổ lớn. Thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong buổi học hôm nay về tâm, ba tâm duy tác vô nhân. Chúng ta nói thêm một chút về tâm cơ năng, nói thêm một chút về diễn trình tâm thức. Nhưng mình hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Chúng ta sẽ đi tới phần diễn trình tâm thức chi tiết hơn sau khi mà chúng ta học xong một số các phần liên quan đến tâm thức, thuộc tính của tâm. Bây giờ thì có Thượng tọa Pháp Đăng và Thượng tọa Pháp Tịnh. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng hoan hỷ chia sẻ câu thảo luận đầu tiên. Xin hỏi Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thượng tọa Pháp Tân ơi, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Phật tử chờ chúng tôi một chút, có lẽ từ đó Pháp Đăng và Tòa Tân đều không có bảo trước máy không? Dạ, con từ Pháp Tân rồi. Thưa Pháp Tân, ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta có nói về tâm sinh tiếu, là tâm làm việc cười cho một vị A-la-hán và A-la-hán thinh văn. Và chúng ta cũng nói rằng một vị Phật toàn giác như Đức Phật thì không bao giờ Ngài cười mà bằng tâm lý, và Ngài Đức Phật Ngài cũng hoàn toàn không có bất cứ một cái tiền khiên đặt, tức là thói quen nào trong quá khứ nó có ảnh hưởng lên Ngài. Thì từ đó cũng có thể giải thích được rằng cuộc sống hàng ngày của chúng ta bị chi phối bởi cái tập tính, bị chi phối bởi cái tập khí, bị chi phối bởi thói quen từ nhiều đời nhiều kiếp, nó có nhiều hay không? Và nếu nó nhiều thì theo Phật pháp thì nó, thì chúng ta nên hiểu là chúng ta phải, chúng ta điều đó nó có quan trọng để chúng ta biết không? Xin kính định thì học cách. Dạ, con Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Tự Tri cùng Chư Tăng.
Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con nghĩ rằng hôm nay thì chúng ta học các cái tâm vô nhân, thì trong đó có cái tâm sinh tiếu, tức là cái tâm làm cái việc cười của một vị A-la-hán. Ở đây thì khi mà chúng ta biết rằng là trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta thường bị cái chi phối ở trong các cái hoạt động của mình, tức là chi phối bởi phiền não. Có lúc thì chúng ta ưa thích, tham thích, ưa thích hoặc là tham thích nhiều thứ. Chúng ta biết rằng nếu nói trong Di Diệu Pháp thì có những cái tâm tham thọ hỷ. Tâm tham thọ hỷ, từ cái vui thích ở trong cái tham, cho nên có khi chú thấy khiến cho chúng ta vui, vui trong những cái gì mà chúng ta cảm thấy nó là thích thú, hay là nó đáp ứng cái sự thỏa mãn của chính mình, thì chúng ta cười, chúng ta vui. Có một điều đó là với cái một cái người phàm phu á, thì thường bị, hay chúng tôi nghĩ đó, thường bị chi phối bởi cái phiền não rất là nhiều. Cho nên là khi nào chúng ta ưa thích, tham thích, thì chúng ta cảm thấy đó là cái điều mà chúng ta thích thú, tạo nên cái sự vui vẻ đối với chúng ta, đối với những người phàm phu. Có khi đó thì tâm chúng ta buồn bực, khó chịu. Có khi đó thì khi mà mình buồn bực, khó chịu đó, thì trong tâm nó khởi lên cái sự khó chịu. Khi mà khó chịu như vậy đó thì ngay cả trong cái suy nghĩ, mình cũng không có ưa thích những cái việc đó. Rồi là lời nói hoặc là cái hành động mình, cái hành động thì nhiều khi nó thô kệch, hành động nó đem đến cái khổ đau, khổ lụy cho người khác, cho đối tượng khác. Hoặc là lời nói cũng vậy. Cái lời nói, bởi vì chính cái tâm khó chịu, cái tâm sân ấy, cho nên là có khi là chúng ta lại nói những cái lời nói nghe nó không hay, bởi cái lời nói, cái ác khẩu. Cho nên là mình biết rằng là cái đó là những cái tập khí lâu đời, lâu đời, từ xưa tới nay. Do vậy đó thì theo chúng tôi nghĩ là mình trong mỗi cái hành vi của mình, làm sao mà mình nhận ra được, mình hiểu biết ấy, để mà mình nhận ra biết, trực nhận ra được ấy. Ngay cả cái chuyện đó nó xảy ra rồi đó mà mình biết rằng cái điều đó nó sai, điều đó nó không đúng, cho nên là mình phải sửa đổi. Mình phải sửa đổi. Còn khi mà mình trực nhận ra là cái điều đó nó không đúng, sai đó, thì tức tốc mình ngăn chặn được cái tâm của mình, cái tâm bất thiện của mình, tâm bất thiện của mình. Chúng tôi nghĩ rằng mình biết được mình, nhận thức được cái tâm của mình ra sao, thì điều đó nó rất là quan trọng. Nó rất quan trọng là vì sao? Là vì nhờ đó mà chúng ta có thể điều chỉnh được cái tâm lý của mình, cái tâm của mình. Khi mà giận dữ quá thì nhiều khi cũng bị mất khôn. Khi mà buồn bực quá thì cái sự
âu sầu, cái sự khổ lụy của tâm lý đó, chính mình phải nhận lấy. Chưa kể là chúng ta gây tổn thương đến những người khác, gây tổn thương đến những chúng sinh khác. Chúng ta có nhiều cái lý do để chúng ta ưa thích, và có nhiều cái lý do để chúng ta bực bội khó chịu. Cho nên cái đó là cái gọi là cái tập khí từ quá khứ, tập khí của phiền não. Cho nên nếu mà mình tu đó, thì làm sao trong mỗi cái hành vi của mình đó, mình kiểm soát được, kiểm soát được. Mà muốn được kiểm soát thì chúng ta phải hiểu rằng cái đó, cái gì nó là không đúng, cái gì nó là tội lỗi, cái gì nó tạo nên cái nghiệp bất thiện, cái gì nó tạo nên nghiệp thiện. Chúng ta phải biết những điều đó. Và đặc biệt là nhờ có cái chánh niệm, tỉnh giác, thì chúng ta mới có thể trực nhận ra, trực nhận những cái hành vi. Cho nên ở đây đó, bởi vì do cái phiền não là từ quá khứ, mà bây giờ là một lúc mà mình sửa đổi thì nó cũng không thể nào. Mà chúng ta nói ở đây không phải là chúng ta biện hộ cho cái mà để chúng ta chứa đựng cái tập khí pháp bất thiện ở trong lòng, nhưng mà rõ ràng là cũng không phải là một ngày một bữa mà chúng ta có thể là đoạn trừ. Bởi vì các bậc thánh ấy, thì các ngài cũng phải tu chứng thì các ngài mới đoạn trừ, còn các ngài chưa tu chứng thì các ngài cũng chưa có đoạn trừ. Mà muốn tu chứng như vậy đó thì cũng phải trải qua bao nhiêu cái sự quân tập, bao nhiêu cái sự quân tập. Thì chúng tôi nghĩ rằng trước mắt là mình phải nhận ra cái gì là pháp bất thiện từ ở trong tâm. Ngay cả khi mình nói năng, mình cười, mình khóc, thì biểu hiện của sự khóc đó, nhiều khi chúng ta thấy rằng đó là sự khó chịu ở trong lòng. Khi mà mình nói rằng mình gặp một cái người thân mà lâu ngày xa, rồi bây giờ gặp mặt thì cũng trở nên cái khóc. Gặp mặt rồi giờ gặp mình thấy mũi lòng, rồi mình khóc. Hoặc có khi đó là mình cười, thì các cái cười, hành động, lời nói, suy nghĩ của mình bị chi phối của gần như là bị sự chi phối của phiền não, gần như là sự chi phối của phiền não. Chúng ta thấy những điều gì mà chúng ta vui thích á, thì sự thật ra không phải cái sự vui thích gì nó cũng mang đến cái nghiệp bất thiện đâu. Nhưng mà khi mà tâm khởi lên những cái điều mà bởi cái tham thái hóa, bởi cái sân độc, cái sân nó tạo nên cái sự tác hại đó, rồi khiến cho lời nói, hành động và suy nghĩ của mình đó, nó sai trái như vậy đó, thì đó là cái điều không nên. Cho nên là cái tập khí đó, chúng tôi nghĩ rằng cái tập khí của phiền não thì nó là do quá khứ, nó từ 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 quá khứ rồi. Do vậy đó thì mình phải cần phải bỏ. Mình phải bỏ. Mà muốn bỏ như vậy thì mình tập từ từ, tập từ từ trong mỗi cái suy nghĩ của mình, trong mỗi cái lời nói của mình, rồi trong mỗi cái việc làm của mình. Cái gì như trong kinh nói rằng cái gì mà mình suy nghĩ gây tổn thương, tổn hại cho mình, cho người khác cũng không nên. Rồi mình làm tổn hại hay là cho mình tổn hại cho người khác cũng không nên. Hoặc là mình nói năng cái gì đó mà làm tổn hại mình hoặc là tổn hại người khác cũng không nên. Như vậy thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là đối với các ngài đó, chư vị A-la-hán, thì không có một cái điều chi mà gọi là các ngài phát sự từ ở cái tâm bất thiện. Ngay cả cái việc cười, người ta cười bằng cách này cách kia. Thí dụ như một người phàm phu á, thì nhiều khi mình nói mình vui thích quá mình cười, mà từ cái vui thích của mình ấy, thì thường thường là mình đắm nhiễm ở trong cái dục lạc.
có những cái tâm thiện, có những chúng ta thấy rằng cái tâm thiện dục giới đó, có những cái niềm vui mà tạo nên cái sự vui cười cho chính mình, thì vui ở trong tâm thiện đó là cũng là một trong những cái tâm thiện tốt. Sự quan hỷ ở trong những cái việc làm mà mình nghĩ việc làm đó là việc làm thiện, cho nên là mình vui. Nhưng mà có những cái tâm thiện thuộc về tâm tham bất thiện đó, thuộc thọ hỷ đó, thì đó là những cái mà khiến cho chúng ta vui thích. Rồi biểu hiện trong sự cười, thì cười nhiều khi là người ta nói là cười khinh bỉ, cười ngạo nghễ, cười cái này cái kia, nhiều thứ cách cách cười. Nhưng mà cái gì đi nữa thì biểu hiện trong cái cử chỉ, dựa bởi cái thân biểu tri hay là cái khẩu biểu tri của mình á, là trong cái điều mà bởi khoác sức từ ở cái phiền não. Cho nên đối với các bậc thánh thì các ngài, đặc biệt là bậc A-la-hán, thì chúng ta thấy rằng ở trong kinh có nói đến cái việc đó, là Đức Phật ngài có cười thì ngài cười mỉm, nhưng mà ngài cười đều có cái nguyên nhân, có cái câu chuyện mà giống như ngài đi cùng với ngài A-nan vậy đó, mà thấy một cái con heo chạy trước phía trước thì ngài mỉm cười. Thì khi mà cười vậy thì ngài A-nan hỏi bạch Đức Thế Tôn là nguyên nhân gì Đức Thế Tôn cười, thì ngài mới nói rằng là cái con heo này là tiền kiếp kiếp trước đó, là một cái cô công chúa, một cái người phụ nữ đẹp, do đời sống dễ vui, do cái đời sống tạo pháp bất thiện nên thành con heo. Cho nên cái sự mỉm cười đó là mỉm cười cái nguyên nhân, cười có cái sự nguyên nhân, thì ngài chỉ làm cười mỉm một chút, chứ nhiều không phải như là những người phàm phu cười bằng cách này cách nọ. Cho nên là cười nó không phải là tâm tham đối với các ngài, còn đối với những người phàm phu thì thường trong cái tánh của mình, tập khí của mình trong nhiều đời đó, nhiều khi trong cái suy nghĩ lời nói đó, nhiều khi mình tạo cái nghiệp, mình chịu cái sự chi phối của mình, cho nên mình ít có khi nhận ra. Nhưng mà để nhận ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng mình học Phật pháp, mình hiểu cái nào nó đúng, cái nào nó sai, điều gì nên hay điều gì không nên, rồi sau đó là chúng ta tập dần cho chúng ta cái đời sống trước khi nói năng hay là hành động hay là suy nghĩ cái gì đó thì cần có cái chánh niệm. Nhờ có cái chánh niệm tỉnh giác đó thì chúng ta mới trực nhận ra được, biết cái đó nó sai. Nhiều khi chúng ta lầm lỗi rồi, nhưng một lúc sau thì chúng ta mới nhận ra cái này giá như mình đừng có nói này, giá như mình đừng có hành động như vậy, giá như mình đừng có suy nghĩ như vậy, thì cái đó nó cũng đã qua rồi. Nhưng mà ít ra là mình cũng trực nhận, rút cái kinh nghiệm để rồi trong mọi cái suy nghĩ của mình, trong mọi cái lời nói của mình, rồi trong mọi cái hành động của mình, thì cần có một cái sự trực nhận, giống như là sự chánh niệm tỉnh giác. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó quân tập cho chúng ta, quân tập cho chúng ta mỗi ngày một chút, một ngày một chút, để chúng ta sửa cái lòng của mình, sửa cái tâm của mình, sửa cái tâm của mình. Bởi vì tập tánh phiền não thì nó rất là nhiều. Bởi chư vị thinh văn, theo chúng tôi biết, chư vị thinh văn này có nhiều khi có những vị còn cái tiền thiên tật. Nhưng mà đối với chư Phật toàn giác, Đức toàn giác, thì các ngài không có cái tiền thiên cật. Tiền thiên cật đó là như là một những cái thường thân y duyên, cái thói quen. Nó không phải là cái dịch tạo nên cái phiền não, mà là do cái thói quen. Và nó còn lại với cái điều đó đối với chư vị thinh văn. Nhưng mà đối với chư Đức Phật toàn giác thì các ngài không có. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái đời hàng ngày, làm sao mình suy nghĩ, mình nói năng hay là mình hành động cần có chánh niệm tỉnh giác. Và để hiểu những điều đó thì mình cần phải
hiểu qua lời dạy của Phật, qua Phật pháp mà chúng ta học từng ngày, chúng ta sửa đổi, rồi thì chúng ta mới có thể chuyển mình, chuyển hóa từ ở một cái người mà trước đây tâm bất thiện sanh nhiều, khởi nhiều, lớn mạnh, bây giờ thì nó bớt chút nữa, bớt ít đi, rồi nó giảm bớt đi dần dần, rồi lần lần lượt đó, rồi chúng ta mới có thể là để trở thành một cái bậc thánh nhân ở trong cuộc đời này, thì đòi hỏi cái người đó phải tiêu sạch, dứt sạch những cái phiền não, cái tập tánh bất thiện từ quá khứ. Bởi vì gì đi nữa thì cũng chính cái mà vô minh, cũng chính cái tham ái, cũng chính cái chấp thủ đó, nó làm cho mình phải tạo nên cái tập tánh, tập khí, phiền não rất là nhiều. Như vậy thì mình muốn bỏ nó thì mình cần phải có một cái đời sống, đặc biệt là có cái nhân, cái xa đó, là mình phải biết tránh xa, tránh xa những cái việc ác, tránh xa cái việc ác, và luôn luôn thực hiện cái việc lành. Và ở trong đời sống hiện tại thì dưới cái mức độ ở nội tâm có được sự an tịnh, nhờ cái sự an tịnh đó đến một lúc nào đó thì cái trí tuệ nó có thể sanh khởi để mà cắt đứt phiền não. Chúng ta học được chúng ta học được những cái gì, cái hành trạng của Đức Phật hoặc là các cái hành trạng của các bậc thánh, để chúng ta tìm ra một cái bài học, và bài học đó để chúng ta tập dần theo cái gì mà chư vị thánh đã làm và Đức Phật đã làm, thì chúng ta mới có thể chuyển hóa từ cái người mà tập khí phất bất thiện rất là nhiều, rồi lần lượt là chúng ta sẽ bỏ dần, để đến lúc nào đó thì chúng ta dứt sạch phiền não thì sẽ được giải thoát. Thì qua cái câu hỏi của Hòa Thượng đó, thì con xin có cái ý để góp lời trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đúng, chưa đủ thì con thỉnh Hòa Thượng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, kính trình thì tòa Pháp Tân. Thì tòa Pháp đang nghe, thì tòa có trước máy và nghe được không? Nếu thì tòa Pháp đang nghe được, xin thỉnh thì tòa Pháp đang trả lời cho cô tiếp theo. Dạ, thì tòa Pháp đang nghe. Có nhiều khi người Phật tử thì quan niệm rằng tất cả mọi việc ở đời đó đều là nhân quả hết, do nghiệp chi phối hết. Còn người mà tin theo đạo khác thì nói rằng từ chân răng cọng tóc của chúng ta đều do Thượng Đế quyết định hết. Nhưng mà khi mà chúng ta học về năm cái pháp gọi là Niyama, năm cái định luật tự nhiên của vũ trụ, như là về chủng tử, hay là về thời tiết, hay là về nghiệp, hay về tâm, hay là về pháp chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng nghiệp nó chỉ là một ở trong năm định luật thôi. Và khi mà chúng ta nói về pháp thì chúng ta nói tự nhiên nó hình như vậy, có nhiều điều sanh khởi không nhất thiết là do nghiệp quá khứ, nhưng mà đó, cái pháp đó là như vậy đó. Thì bài học hôm nay chúng ta học về những cái tâm như là tâm khai ngũ môn hay tâm khai ý môn. Tâm này nó không phải là nhân, cũng phải là quả, nhưng mà nó lại là những tâm máy móc phải có trong những cái diễn trình tâm. Thì Thượng Tọa Pháp Đăng có nghĩ rằng những cái tâm này nó sanh khởi và nó sanh diệt á, là do theo cái hiện tượng mà chúng ta gọi là Thamma Niyama, là pháp, cái định luật pháp cố nhiên hay định luật về pháp. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Thì khi mình nói đến pháp á, thì trong tất cả là chúng ta gọi là pháp, đó là tục đế, ấp chân đế. Như vậy thì cái Thamma Niyama thì nói nó rất bao quát, và đối với
những cái tâm mà khai ngũ môn hay khai ý môn đó, thì chúng ta hiểu rằng chúng ta, vì chúng ta là chúng sanh chứ không phải là vật vô tri giác, mà chúng sanh thì là có cái biết, cái biết mình nói cái biết như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thức quẩn đơn thuần chỉ là biết cảnh mà thôi, còn những cái thiện ác thì đều là do những cái sở hữu mà chúng ta gọi là hành quẩn. Nhưng mà rồi chúng ta có những cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn đó, thì chúng ta hiểu rằng vì thường thường chúng ta có cái sắc pháp được hình thành, mà cái sắc pháp chúng ta đó nó có sắc mạng quyền, có bảo vệ cái sắc pháp này nó tồn tại, và nó mình gọi là người sống. Và những cái cơ quan của sắc pháp đó, như là cái lỗ tai, con mắt, hay là lỗ mũi, hay là miệng, hay là thân, thì nó là những những cái mà nó tiếp nhận, hay là những cái cửa ra vào mà mình gọi là khai ngũ môn, để cho cái cảnh sắc đi vào cái lỗ nhãn môn, như có nhãn vật, có cảnh sắc, có nhãn thức, có sự chú ý, thì cái tâm nhãn thức nó sanh khởi. Như vậy thì vì chúng ta là chúng sanh, và chúng ta hiểu đó, có nghĩa là đối với tất cả phàm hay thánh thì cái tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn không có gì khác nhau. Không khác nhau là sao? Vì mình có mắt, thì các bậc thánh cũng có mắt. Có mắt thì đơn thuần chỉ thấy cảnh sắc thôi. Ví dụ mắt thì chúng ta thấy rằng khi mình đến xúc thì mình gọi là căn và cảnh. Có nghĩa là do cái nhãn căn và do cái cảnh sắc và xúc sanh khởi, mình hay gọi là căn cảnh và thức. Mình có nhãn thức thì có cái cảnh sắc là những cái vật mà các cái loại màu, mình nói chung mà mình gọi là các loại màu, và mắt thì nhìn thấy các loại màu đó. Như vậy thì xúc mình đã cũng dễ trình bày, xúc sự va chạm với căn cảnh và thức, thọ là cái cảm giác. Thì đơn thuần cái ngũ quẩn đó thì mình phải cái tâm, cái những cái tâm mà mình gọi là nhãn thức hay là xúc hay là thọ đó, mình học có tìm hiểu là những cái 13 sở hữu tợ tha, 7 sở hữu biến hành, 6 sở hữu cảnh. Mà 7 sở hữu biến hành đó, thì nó hợp với 121 tâm, mà tôi nghĩ là tâm nào cũng có xúc hết. Nên nhiều khi mình thấy trong cái bài kinh 66 Đức Phật là 6 xúc, 6 thọ, 6 tưởng, 6 tư, 6 tầm, 6 tứ. Có nghĩa là do cái sự xúc chạm của mắt và cảnh sắc nên gọi là nhãn xúc. Như vậy thì phải có cái tâm, mà cái tâm mà mình gọi là khai môn. Nếu mà cái mắt thì gọi là lộ nhãn môn. Và cái chích ta đi lập lý do má, nghĩa là cái tâm nó diễn tiến theo từng tự, nó cũng theo cái lộ, và nó cũng diễn tiến theo mình làm cái quả hiện tại, rồi nói với cái nhân hiện tại. Thì khi mình học giáo lý viên đó, mình thấy rằng hành có nghĩa là xúc thọ, xúc thọ rồi tưởng tư, rồi tác ý. Khi mà tác ý đó, nó có loại tác ý, tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Tác ý thành cảnh thì mắt nhìn cái ảnh sắc á, có tác ý thì vừa tác ý thành cảnh sắc để cho mắt thấy. Tác ý thành cảnh thinh đối với cái giác quan lỗ tai với cái âm thanh. Tác ý đối với cái tỷ môn là cái lỗ mũi với cảnh khí hơi mùi. Hơi mùi mà khi bay thì bất luận là người hay thú gì nó cũng bắt mùi hết á. Mình thấy các loài thú như loài chó hay là những cái loài này kia nọ, nó cũng bắt cái mùi. Khi mà cái mùi đó có trong không khí thì nó bắt được hơi đi vào cái lỗ mũi theo cái cảnh khí. Như vậy thì những cái điều đó là những cái điều tự nhiên, mà hãy phải có cái tâm khai ngũ môn để cho nhãn môn, rồi cho nhĩ môn, cho tỷ môn, cho thiệt môn, cho thân môn, hay là cái tâm khai ý môn, cho ý môn. Như vậy thì những cái tâm này nó đơn thuần, nó phàm thánh cũng giống nhau thôi.
Nhưng mà ngược lại cái chỗ tác ý á, thì nó tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, tác ý thành động lực. Ừ. Khi mình khai nhãn môn, khai ý môn, khai ngũ môn, khai ý môn thì mình có cái tác ý mà bảy sở hữu biến hành, nó chỉ là những sở hữu biến hành thôi. Nhưng mà khi cái tác ý không đúng, một người mà họ nhìn thấy một cái cảnh đó đó, thì chúng ta thường biết rằng một cái cảnh đối với bao nhiêu người nhìn, nhưng mà mỗi người có tâm trạng khác nhau, tại vì mỗi người có một cái chú ý khác nhau. Họ nặng tham, nặng sân si, nặng tính tấm tấn tầm hay giác, thì họ nặng cái nào thì họ chạy cái đó. Nên mỗi người nhìn cái cảnh đó thì đối với cái tâm của họ đó nó cũng sanh khác biệt, biệt với nhau, khác biệt với nhau. Nhưng mà nó cũng diễn biến như vậy, nên nó chính vì cái sự khác biệt đó đó, nên mình gọi là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại. Quả hiện tại là thọ, nó cũng chỉ là ngũ uẩn thôi, mà khi thọ duyên cho ái đó thì mới gọi là nhân hiện tại. Theo thế giới thập nhị duyên đó, thọ duyên cho ái mới gọi là nhân hiện tại. Như vậy ái là cái nhân hiện tại, còn cái thọ đó, hay là nhãn thọ hay là ý thọ đó, rồi khai ngũ môn, khai ý môn, nó cũng chỉ mới là những cái tâm gọi là vô nhân thôi. Nó chỉ là những cái tâm quả máy móc thôi, rồi nó diễn biến để cho nó tiếp diễn. Đối với những người mà không biết tu hành thì họ không tác ý, không khéo tác ý, thì những cái tham sân si nó sanh khởi. Còn một cái người có tu hành đó, thì họ có tác ý đó, khéo tác ý đó, thì họ khéo sử dụng tâm đó, thì thiện sanh khởi. Như vậy đây là một cái ngã rẽ mà khai ngũ môn, khai ý môn nó sanh khởi. Thường thường thì mình học trong một cái lộ môn, lộ tâm diễn tiến đó, như là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp trúng động, rồi hộ kiếp dứt dòng, rồi khai môn, rồi khai nhãn môn, rồi ngũ song thức, rồi nhãn thức sinh khởi, rồi tiếp thu cái cảnh sắc đó, rồi quan sát cảnh sắc đó. Như vậy thì khi mà quan sát đó, thì nó làm việc đoán định ở ý môn, nó khai ý môn làm việc đoán định ở lộ ngũ, và nó làm việc khai ý ở lộ ý. Như vậy thì khi mà đến đoán định đó, đến đoán định đó, thì chính là cái tâm khai ý môn. Thì như vậy đó, nên Đức Phật gọi là ý dẫn đầu các pháp đó, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân bật kéo. Như vậy với cái tâm khai ý môn, làm việc đoán định ở lộ ngũ và làm việc khai ý ở lộ ý, thì chính là cái chỗ mà Đức Phật gọi là cái ý thanh tịnh. Có nghĩa là một người đó không có tác ý đúng, hay là cái sự tác ý thành động lực, nó trở thành những cái động lực bất thiện. Như vậy liệu cái sự tu tập giữa cái người có tu tập mà hiểu như vậy, tại vì nếu mình nói rằng cái thấy của mình và cái thấy của Đức Phật có sự khác biệt, vì Đức Phật này triển khai về cái tâm và cái khéo tu tập tâm đó, và cái người khéo tu tập đó thì họ nhìn như vậy và họ có cái sự tác ý thành động lực, mà cái nghĩa là động lực đó là những cái tâm thiện, dục giới, học trí đối với người tu tập và người bậc thánh hữu học. Còn đối với bậc thánh lậu tận thì đó là sẽ là những cái tâm duy tác làm động lực, cái chỗ mà gọi là tác ý thành động lực duy tác. Các thánh có cái sự hiểu biết theo giống nhau theo các bậc thánh, tại vì bậc thánh đó thì cái trí tuệ nó đồng đẳng, như phàm nhân thì cái trí tuệ khai biệt xác biệt, phàm nhân thì do cái tâm phàm phu tham sân si nó sanh khởi nên mới có hiện tượng như vậy. Thì như vậy thì cái định luật chitta niyama, hay là mình gọi là lộ, cái lộ nó diễn tiến, và Đức Phật với tâm của mình biết tâm chúng sanh là như vậy. Có nghĩa là tâm của Đức Phật biết là tâm chúng sanh nó diễn tiến với cái thai tâm thân, là Ngài biết cái sự diễn tiến như vậy. Và Ngài trình bày đó, có nghĩa là một cái người tu tập là phải tu tập như thế nào, và người không khéo tu tập là không khéo tu tập như thế nào. Chính điểm đó là giữa cái con đường hai ngã mà đối với Đức Phật thì dạy là người có tu tập và người không có tu tập. Mà không có tu tập đó, vì họ theo cái khuynh hướng tham tiền miên hoặc là sân
tiền miên hoặc là vô minh tiền miên đó, họ tùy tăng theo cái sự không khéo tu tập, mà không có sử dụng tâm, khéo dụng tâm mà khéo sử dụng, mà mình gọi là khéo đó, thì chúng ta hiểu là cái trí tuệ có, cái trí tuệ có, bởi vì tác ý đó nó là tác ý thành động lực đó, chính là cái sự khéo tác ý đó, thì cái trí tuệ nó sanh khởi và nó không thấy là ta hay của ta hay tự ngã của ta. Thì theo con biết là cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, thì cũng phân ra cái gì là nhân, cái gì là quả, bởi vì năm nhân quá khứ lớn thai đó, năm quả hiện tại đời này có ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì cũng là cũng năm. Khi mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ, thọ là cái quả hiện tại, rồi cái ái là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân này, và ái thủ hữu phải có vô minh và hành, phúc hành là phi phúc hành. Như vậy á, thì hành đó và vô minh á, nó phải có trong đó luôn, nên gọi là năm nhân hiện tại. Hễ năm nhân hiện tại á, thì nó sẽ đưa đến năm quả tương lai. Hễ thì thủ thì nó duyên cho hữu, sanh hữu trong tương lai, hữu thì duyên cho sanh, các loại sanh loại, sanh thì có già đau và chết trong tương lai. Như vậy á, thì Đức Phật á, với một bậc đạo sư, với bậc nhất thiết trí đó, thì ngài biết cái gì là nhân, cái gì là quả, và ngài nói đến cái sự tu tập, khéo tu tập như thế nào, và cái sự thấy biết hay là cái sự diễn tiến của tâm lộ đó, đối với những vị có tha tâm thông đó, thì biết được tâm của chúng sanh đó như vậy. Thì con xin trình bày cái câu hỏi của Thượng Tọa là như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại, tỉnh Ngài Hòa Thượng trở lại, nếu có gì tỉnh Ngài Hòa Thượng nói thêm. Dạ. Sao thú kính trình Thượng Tọa Pháp Tân, xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân còn ở trước máy, xin tỉnh Thượng Tọa Hoàng Nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ ba. Dạ. Thượng Tọa Pháp Tân, có nhiều khi những người cảm thấy là tâm ý của mình nó tạp nhạp, đầy những vọng niệm suy nghĩ lung tung đó, thì họ nghĩ rằng mình nên chặn cái dòng tâm thức lại, dựa trên cái hiểu của chúng ta về Phật pháp và hiểu chúng ta về thắng pháp nói riêng đó, thì chúng ta có thể dẫn dòng tâm thức không? Và nếu chúng ta muốn chặn dòng tâm thức sanh khởi thì phải ở trình độ nào, và phải có được những gì, rồi là những điều kiện gì để chúng ta có thể chặn đứng dục tâm thức được? Xin kính thưa Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong chùa. Dạ, con nghĩ rằng tâm thức thì nó sanh khởi liên tục. Chúng ta đối với một người phàm phu thì cũng không thể nói là chậm dòng tâm thức được. Mình không thể nào mà chặn đứng được cái dòng tâm thức đối với một người phàm phu. Tại vì mình cũng không biết được cái tâm mình ra sao, và cái tâm của mình, tâm thì nó sanh khởi liên tục. Ở đây đó thì con nghĩ rằng nếu mà mình nói rằng mình để mà làm cho hạn chế hoặc là cái tâm bất thiện đó, nó không sinh đó, thì chỉ có cái là trong mỗi cái đời sống của mình đó, cần có cái sự kiểm thúc thôi. Kiểm thúc bằng với cái định tâm hay bằng với cái chánh niệm. Định tâm tức là nhờ đó mà mình trụ tâm trên một cái đề mục, thì để làm cho cái tâm bất thiện đừng có khởi lên, làm cho do cái tâm của mình trú vào một cái đề mục, cho nên là tâm bất thiện nó không khởi lên. Nhưng mà sự thật ra là tâm nó vẫn sanh khởi, tâm nó vẫn sinh diệt trong một cái tự nhiên ở trong dòng tâm thức của mình, vẫn trôi chảy. Nhưng mà có một cái là bởi vì khi mà tâm mình thấy rằng khi mà
các căn của mình tiếp xúc với các cái trần cảnh, sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh thì thức tự động sanh khởi. Nhưng cái quan trọng là khi mà mình có cái đời sống chánh niệm hoặc là có đời sống định tâm ở trong một cái đề mục ấy, thì mình chặn những cái dòng tâm thức bất thiện nó sanh khởi. Bởi vì trong cái phinh hướng tự nhiên ấy, thì thường là bị tham sân si nó chi phối. Khi các căn tiếp xúc với các trần ấy, thức sẽ sanh khởi, nhưng mà do rằng không có kiểm thúc được, không có tâm, không có định được, tâm luôn luôn bị khoan duyên theo các cái trần cảnh, cho nên là làm cho các cái dục nó tâm hướng đến dục quy cuồng, cho nên là thường là những cái tâm bất thiện nó sanh khởi. Thì con nghĩ rằng mình nếu chánh niệm và nếu có định tâm trên một cái đề mục, hoặc là đời sống có chánh niệm, khi mà mình chánh niệm mình trực nhận ra, ghi nhận biết rõ được cái tâm đó là tâm như thế nào. Nếu là tâm bất thiện thì mình có thể rằng do cái định tâm hoặc là do mình có cái chánh niệm thì mình biết ngay đó là tâm bất thiện, tâm này là tâm tham, tâm này là tâm sân, hay là tâm này là tâm phóng dật, mình biết rõ vậy thì mình sẽ ngăn chặn đó. Ngăn chặn không cho tâm bất thiện sanh khởi. Nhưng mà dòng tâm thức thì con nghĩ rằng với cái tự nhiên thì nó cũng sẽ nó cũng sẽ tự sanh khởi thôi, tự sanh khởi. Còn con nghĩ rằng với một cái người mà như nói mới như một người mà đối với các cái bậc thánh đó, thì con nghĩ là những cái vị mà có cái khả năng để trọng nhận được tâm thức được, thì con nghĩ rằng cái đó chỉ là chỉ cho các cái bậc A-la-hán. Bởi vì các ngài có cái khả năng là nhập được cái gọi là thiền diệt thọ tưởng định, thì cái đó là cái dòng tâm thức nó tạm thời là nó không có sanh khởi. Còn đối với người phàm phu bình thường thì con nghĩ rằng cái dòng tâm thức thì luôn luôn sanh khởi, luôn luôn sanh diệt. Nhưng mà có một cái là khi mà mình có chánh niệm tỉnh giác á, hay hoặc là mình có trụ tâm trên một cái đề mục, thì tâm của mình nó không có hướng theo các cái dục, không có bị các cái phiền não chi phối, để rồi là nhờ cái định tâm của mình có, hoặc là nhờ cái chánh niệm tỉnh giác của một cái vị hành giả tu tập thiền quán á, thì mình có thể rằng là áp chế hay hoặc là làm cho cái tâm của mình nó không có sợ sanh khởi cái tâm bất thiện lên. Thì đó là cái cách mà con nghĩ rằng tu tập của chính mình. Thì khi mà mình có tu tập như vậy thì lâu ngày chày tháng rồi mình cứ làm tới làm lui, mình cứ thực hành một cách thuần thục như vậy đấy, thì đến một mức độ nào đó, thì đến một lúc nào đó thì cái tâm mình trở nên thuần thục thôi. Mình tâm mình nó trở nên thuần thục thì nó không có cái hướng ở trong những pháp bất thiện nó sanh khởi. Thường đó là những cái người bình thường á, thì người ta nghĩ như thế nào, ta thấy nghe thế nào, ngửi nếm đụng xúc chạm như thế nào đó, thì thường thường là bị chi phối bởi cái phiền não, cho nên cái tham sân si nó cứ sanh khởi lên như vậy. Nhưng mà khi mà mình có đời sống có chánh niệm, mình chặn được do mình có định tâm trên một cái đề mục, do mình có chánh niệm ở trên một cái sự theo dõi của chính mình, cái tâm của mình biết rõ, ghi nhận biết rõ như vậy đó, thì làm cho cái tâm của mình nó không có hướng đến bất thiện. Trong kinh Pháp Cú có Phật có dạy rằng là tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm hộ an lạc đến. Tức là một người, Đức Phật ngài nói là một người mà có trí đó thì mình gìn giữ cái tâm của mình không bị các cái dục, các cái phiền não nó chi phối.
Và khi mà mình được có cái sự điều cục như vậy, đời mình có chánh niệm, có định tâm trên một cái đề mục, thì mình không có bị các cái phiền não chi phối, thì mình sẽ có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Rồi đó là chúng con nghĩ rằng đó là trên phương diện tu tập của một vị hành giả, của một người tu nha. Mình biết được cái tâm bất thiện nó như thế nào, thì mình chặn đứng nó là bằng cách là mình định tâm, hoặc là mình ngăn ngừa từ xa, hoặc là mình định tâm, hoặc là chánh niệm tỉnh giác, để rồi từ đó không cho cái khởi niệm lên, những cái niệm bất thiện lên khởi lên. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ trong cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình thì tổ hợp tình với câu thảo luận vừa rồi. Chư Tôn Đức và Thư Quý Phật tử, chúng tôi xin được trở lại tiếp theo lời của chư. Hôm nay chúng ta học về ba tâm duy tác vô nhân, là những tâm cơ năng máy móc. Và qua đó thì chúng ta cũng hiểu rằng cái tiến trình tâm thức sanh diệt ở trong tâm của chúng ta đó, nó bị chi phối bởi nhiều định luật. Và giống như một dòng sông cuộn chảy, chúng ta không có thể nào mà chúng ta chặn đứng nó được. Một vị mà có khả năng để làm cho tâm ngưng thì vị đó tối thiểu là phải vị A-la-hàm hay là vị A-la-hán, mà vị nó phải có chứng thiền phi tưởng phi phi tưởng, tức là đạt đến cảnh giới cao độ của tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Tuy nhiên có một ví dụ này ở tìm thấy ở trong kinh, và qua đó gợi ý cho chúng ta nhiều điều lợi lạc trong sự tu tập. Là một lần có một vị tỳ kheo tên, một vị sa di tên Xuất Khá, mới 7 tuổi thôi, xuất gia theo ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là vị thầy tế độ và đi khất thực với tôn giả Xá Lợi Phất. Trong lúc đi thì vị sa di này nhìn thấy những cái cảnh tượng khác nhau, ví dụ như là cảnh một người thợ chuốc, những cảnh người thợ để gọt của cái bánh xe, cảnh một người dẫn nước vào trong ruột. Thì là Sa Di mới 7 tuổi nên cũng tò mò hỏi thầy của mình là: bạch tôn giả, những người đó đang làm gì, tại sao họ làm vậy? Thì tôn giả Xá Lợi Phất ngài giải thích: nhưng vị Sa Di này lại là một vị có cái căn tính rất là cao, ba la mật rất là dày, nên chi khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất trả lời rằng người ta đang đào đường mương để dẫn nước vào trong ruộng, thì vị này lại khởi một tâm suy kiến rằng nước là vật vô tri, mà khéo để mà đào mương có thể dẫn vào trong ruộng được, thì nếu tâm của chúng ta đặt đúng chỗ thì nó sẽ tạo ra những cái lợi lạc. Thứ vị rồi vị sa di này lại xin phép thầy của mình trở về tỉnh xá để tu tập thiền định, sau đó chứng quả a la hán khi còn mới 7 tuổi thôi. Điều này cho chúng ta một cái bài học rất là lớn trong cuộc sống. Đối với người tu tập, không phải là chúng ta chặn cái dòng chảy của tâm thức, không cho tâm thức sanh diệt, không phải như vậy, mà là chúng ta hướng ở đến một cái chỗ nào mà nên hướng tâm, và làm sao để thì duy trì sự hướng tâm đó trong một thời gian dài. Thí dụ Đức Phật này dạy chúng ta rằng niệm hơi thở là một cái điều rất là lợi lạc trong đời sống, thì có lẽ ban đầu chúng ta không có nghĩ về việc này nhiều, nhưng mà nếu chúng ta hướng tâm vào hơi thở ra hơi thở vào, biết được hơi thở ra biết được hơi thở vào, và càng ngày chúng ta càng thuần thục, càng ngày chúng ta càng giữ sự hướng tâm càng lâu, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy được cái lợi lạc. Không phải chỉ riêng hơi thở thôi, mà quý vị thấy trong đời sống hàng ngày, một em học
sinh nhỏ mà nếu tối ngày lo chơi game, tối ngày lo coi TV, tối ngày lo chơi với bạn bè, thì cái sự hướng tâm của em đó, đó khiến cho em này không có những cái hấp thụ tốt trong việc của mình. Nhưng nếu các em hướng tâm đến bài vở thì các em sẽ học giỏi đi. Đời sống tu tập của chúng ta tương tự như vậy. Chúng ta không thể chặn cái dòng sanh diệt của tâm thức, nhưng mà chúng ta có thể đặt ra câu hỏi rằng cái khuynh hướng mà mình hướng tâm tới thường là cái gì? Dạ, chúng ta có thể thường nghĩ đến Phật Pháp, chúng ta có thể nghĩ đến sự tu tập, chúng ta thường nghĩ đến thân tâm của mình hay không? Hay là chúng ta thường sống mông lung, chúng ta thường suy nghĩ mà trong sự suy nghĩ đó không có một cái là đáng nói, đáng kể. Trong sự suy nghĩ đó, chúng ta chỉ phung phí thời giờ của đời sống. Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng trẻ không sớm bố hành, không lo tài sản để dành mai sau. Cò già, ủ rũ bên nào, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Điều mà Đức Phật Ngài muốn dạy rằng khi mà chúng ta còn khỏe, còn có điều kiện, chúng ta có khuân tập, có hàm dưỡng được những giá trị cao quý hay không? Để rồi, một khi mà chúng ta già, chúng ta yếu, thì cái lực tu vẫn còn, cái hành trang tùy thân vẫn có, chứ không phải là bình thường là chúng ta cứ chạy theo thị hiếu, vui buồn, rồi lúc mình nằm trên giường bệnh, rồi bây giờ chúng ta cầu nguyện tới đâu đi nữa, nhưng mà chúng ta không có đủ lực. Không có đủ lực để nghe, không đủ lực để cảm nhận, không đủ lực để suy tư, thì lúc đó mình mới thấy rằng đúng là cò già, ủ rũ bên đâu, cá tôm chẳng có, sanh sao chết dần. Thật ra cuộc sống này đó, nhiều khi chúng ta quan niệm về đời sống nội tâm một cách rất là sai sự thật. Cái sai của chúng ta là sao? Chúng ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ lung tung, rồi lúc nào đó mình chặn cái tâm mình lại. Mà khi chặn tâm mình lại thì mình hướng cái tâm của mình vào cái chỗ nào mình thích, chỗ nào mình cảm thấy có lợi, chỗ nào mình cảm thấy mình muốn. Không phải vậy. Lúc đó chúng ta không còn có khả năng để hướng tâm nữa. Thì thưa quý vị, thật sự rất là tội nghiệp. Tội nghiệp lắm cho cuộc sống của chúng ta. Nên khi mình học Phật Pháp rồi, để quý vị chờ thử chút xíu quý vị. Khi mà chúng ta học Phật Pháp rồi thì mình thấy rằng mình không thể nào dùng đôi tay nhỏ bé của mình để ngăn chặn dòng sông đang cuộn chảy. Không thể nào dùng một vài cái cố gắng nhỏ nhoi của mình mà mình ngăn chặn cái dòng chảy của tâm thức. Mà thay vào đó thì chúng ta hướng tâm vào cái chỗ nên hướng tâm. Thậm chí ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy rằng một cái vỏ trống này mà mình đặt đúng chỗ thì nó có thể đâm lũng tay mình. Quý vị thấy hàng ngày vậy, một cái tờ giấy nếu mà đặt đúng chỗ nó sẽ cắt đứt cái da tay mình chảy máu được. Thì Đức dạy là cái trí tuệ mà đặt đúng chỗ có thể chọc thủng vô mình được. Thì ở đây vấn đề là chúng ta làm sao biết được cái cách chúng ta, cái tâm mình đúng hướng. Thật ra thì may mắn cho chúng ta là có được một vị Phật toàn giác ra đời. May mắn thay cho chúng ta là học được Phật Pháp. Thí dụ là Đức Phật dạy chúng ta hãy tập lắng lặng nhìn sự sanh diệt ở thân tâm của mình. Hơi thở vào, hơi thở ra, đó là hiện tượng sanh diệt. Cảm thọ khổ lạc, ưu hỷ xả, vui buồn, sanh rồi diệt, đó là một sự sanh diệt. Khi chúng ta đang an lạc, bây giờ chúng ta đang bực tức, chúng ta thành bực tức, từ cái chỗ bực tức trở thành an lạc, thì đó cũng là một sự sanh diệt. Sự sanh diệt của thân và tâm đó, nó là cái đầu mối để chúng ta quan sát. Chúng ta càng nhìn, càng tập trung, càng quan sát thì sự sanh diệt càng rõ nét. Và ban đầu thì chúng ta không thấy sự sanh diệt nó nhiều, nhưng mà càng để ý thì chúng ta thấy rằng nó luôn luôn là một sự biến hóa vô cùng của cái dòng sanh diệt,
của sự sanh diệt. Và từ chỗ đó đó, chúng ta ý thức được về cái bản chất gọi là vô thường, luôn luôn biến đổi ở trong thân, trong mỗi chúng ta, ở trong mỗi thời khắc, sẽ cho chúng ta cái nhìn khác đi. Đó rất là một cách. Hay hoặc giả là thay vì buổi sáng chúng ta ngồi miên man về những cái chuyện giận hờn, thương ghét, buổi sáng chúng ta mở lòng ra, đón nhận không khí ban mai, đứng một chút, nguyện cho con được an lạc, nguyện cho con đừng có oan trái, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, nguyện tất cả chúng sanh đừng có oan trái. Chúng ta thử coi, cái hướng tâm như vậy nó có tốt hơn là cái hướng tâm trong đời sống bình thường mình hay không? Thật ra Đức Phật Ngài không dạy chúng ta những điều vô ích đâu. Nếu chúng ta lắng nghe thật kỹ và hiểu những lời Đức Phật dạy đó, thì dần dà chúng ta sẽ nhận ra được rằng những gì mà Ngài dạy chúng ta đều mang lại những cái giá trị lớn để chuyển hóa, đặc biệt là chuyển hóa nội tâm, chuyển hóa cái nhìn, chuyển hóa cái tâm thức của chúng ta hết. Nên là con Phật đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu một cái chính xác. Có nhiều người cứ quan niệm rằng mình không suy nghĩ gì hết, mình không làm gì hết, vậy là yên chuyện rồi. Không phải dễ dàng để chúng ta không làm gì hết đâu. Ngay cả chúng ta nằm ngủ cũng là làm, và làm cách khôn trầm thủy miên, làm một cách uể oải buồn ngủ. Và không phải là chúng ta không làm việc, không đi chùa, không đèn kim, chúng ta không làm hết đâu. Ông bà chúng ta có cái chữ trong tiếng Việt hay là một khi mà không làm gì hết gọi là làm biến cũng làm được. Chứ phải không làm gì hết, mà làm biến là cũng có vấn đề của làm biến, chứ không phải làm biến gì hết. Và rồi, chúng ta bảo chúng ta không suy nghĩ, thử những ai thử để làm cái dòng chảy của tâm thức. Và như vậy thì thay vì chúng ta nói một điều mà nó vô lý, thì chúng ta thử đem điều đó áp dụng vào trong thực tế, xem nó có lý hay không có lý. Và khi đem áp dụng vào trong thực tế rồi, mình thấy à, mình không thể chặn cái sự suy nghĩ của tâm tư được, nhưng mình có thể hướng dẫn đó. Một hình ảnh rất là dễ thương, một vị sa di 7 tuổi, mà nghĩ rằng nước là vật vô tri, mà cái người nông dân khéo có thể dẫn thủy nhập điền, có thể đưa nước vào trong ruộng được. Tâm của chúng ta nếu mà khéo dẫn dắt thì nó cũng hướng vào chỗ lợi lạc được. Ý nghĩ thật là tuyệt vời. Ngài đúng là một vị tuy với 7 tuổi chứng quả A-la-hán, tại vì thật sự cái thông tuệ tuyệt vời. Tại vì sao? Giờ bậc vô tri hướng dẫn được, tại sao tâm thức mình không hướng dẫn được? Nhưng mà mình hỏi rằng tâm thức hướng dẫn chỗ nào? Vì vậy, thưa quý vị, khi mà mình học vào Phật Pháp, học vào Thắng Pháp, và càng học thì chúng ta thấy được cái tính vô ngã. Vì các hiện tượng tâm lý vật chất đó, nó có tự tánh riêng, nó sanh diệt theo cái tính cách riêng. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là ý chí của chúng ta không làm được. Quan trọng là chúng ta biết phải thay đổi cục diện tình thế như thế nào. Chúng tôi nhớ là ở trong lịch sử nhân loại đó, có những đế quốc, có những bạo chúa, có những cái chế độ mà rất là hà khắc. Và người ta tưởng đâu rằng những cái chế độ hà khắc đó nó chỉ bị đập đổ bởi một chế độ mạnh mẽ khác. Ví dụ bây giờ, khi mà chúng ta nói về nước Nga là nước có vũ khí nguyên tử, quân đội Nga là quân đội hùng mạnh. Quân đội Nga mà chỉ có thể đương đầu được với quân đội như Mỹ hay là các quốc gia trong khối NATO thì đủ mạnh để đương đầu với Nga. Thế nhưng nước yếu không đương đầu nổi. Nhưng mà không phải như vậy đâu. Thật ra trong cuộc đời này chúng ta thấy rằng nhiều cái cường quốc mẽ đó bị đánh bại không phải là từ bởi một cường quốc khác, mà đánh bại bởi những cái nhân duyên. Những nhân duyên đến trong cuộc đời chúng ta không biết được. Thí dụ như là trước khi Nga xâm lăng Ukraine thì ai cũng nghĩ rằng Ukraine sẽ bị mất trong 2-3 ngày. Nhưng mà cũng không ai tưởng tượng được Tổng thống Zelensky của Ukraine
dân chúng Ukraine họ đã có một quyết tâm như thế nào để bảo vệ quê hương của họ. Điều đó chúng ta không tính đến. Chúng tôi không nói rằng ở trong tương lai Ukraine sẽ thắng hay Nga sẽ thắng, chúng tôi không nói như vậy. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều là cái cách suy nghĩ của chúng ta trong cuộc đời thường nó mang tới cách đối đãi. À, một cường quốc quân sự này phải bị tiêu diệt bởi cường quốc quân sự khác, nhưng rất nhiều cường quốc không phải bị mất bởi vì sự xâm lăng của cường quốc khác, sự đối đầu cường quốc khác. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị là chúng tôi có một việc phải đi ra ngoài bây giờ đó. Có phái đoàn đến đó. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tạm biệt các Phật tử. Hẹn gặp quý lạ với quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Phật. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã đúc kết bài học ngày hôm nay để cho chúng con có nhiều lợi lạc. Dạ, con cảm ơn sư. Sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không lạc ác nghiệp, huân hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp,